Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái phần thịt lợn mà ngon nhất, mà nó không bị khô và nấu ăn rất là giòn nhưng lại mềm và ngon. Đó là thịt vai giòn hay là gọi là thịt đầu rồng nhé. Cái phần thịt lợn này mua thì không phải dễ mua, các bạn phải đi chợ sớm và nhờ người ta lấy cho phần thịt này. Nó đắt như thịt ba chỉ nhưng ăn nó còn ngon hơn thịt ba chỉ, nó có mỡ dăm như này. Khi chúng ta ăn nó sẽ rất là ngon luôn và dễ ăn, và nó không hề bị khô, không bị ngấy quá, béo quá. Ở đây mình sẽ làm 4 miếng để mình ướp, để mình áp chảo hoặc là nướng cũng được nhá, để cho cả nhà ăn. Và làm 4 suất cơm với phần thịt này và thêm ít rau nữa là chúng ta sẽ có một phần cơm ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn từ cái phần thịt đầu rồng này nhá. Các bạn cho tỏi và hành và chúng ta ướp vào thịt nhá. Sau đấy chúng ta sẽ cho dầu hào này, một chút xíu nước mắm này, hạt lêm này, sữa đặc này và thêm dầu ăn nữa vào để mình ướp thịt. Thì khi mà thịt chúng ta ướp theo cái công thức này, thịt của chúng ta nó sẽ mềm, nó sẽ ngọt, nó sẽ ngon. Chúng ta dùng để đi nướng thịt hay là chúng ta áp chảo đều ngon cả nhé. Với cái cách này cho một chút sữa đặc vào thì miếng thịt của chúng ta nó sẽ ngon, ngon ngọt và nó mềm hơn rất là nhiều ấy. Sữa ống thọ mình dùng. Này. Và thêm ít dầu ăn để cho nó có một lớp dầu nắng bên ngoài cho nó không mất nước, thì khi chúng ta nướng ấy thì nó không bị cháy và nó ngon và nó thơm hơn hơn rất là nhiều. Chúng ta trộn đều và chúng ta ướp ít nhất là nửa tiếng nhá, sau đó mình mang đi nướng hoặc áp chảo, hoặc là có thể cất vào ngăn mát tủ lạnh cả ngày, cho đến buổi tối đi làm về chúng ta sẵn chúng ta nướng thôi. Hoặc cho nó chiên không dầu, các bạn quay khoảng 20 phút, mỗi mặt 10 phút là mình có được món ăn rất là ngon. Và chỉ cần quay ở nhiệt độ 180 độ là được nhé các bạn nhé. Đấy, bóp thật đều cho nó ngấm gia vị. Bóp xong thì mình sẽ mang đi mình để cho nó ngấm. Và sẽ chuẩn bị khi được 30 phút thì mình sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu nóng, hoặc là một cái bếp than hoa mà chúng ta nướng lên. Đây, và bây giờ mình sẽ cho thịt vào mình áp. Cái phần thịt này cũng có gọi là phần thịt lạc dăm, nó có lớp mỡ xen kẽ vào bên trong miếng thịt. Thịt này thì không tách lớp mỡ lạc rõ ràng, thế nên khi ăn nó sẽ không bị khô và cũng không bị béo quá. Cái như cái này thì chúng ta ngoài là làm món rán, món nướng ra, chúng ta có thể dùng để kho, diêm rang cháy cay cạnh và rang sả đều được nhé với cái món ăn này. Đây mình cứ áp cho nó vàng, rồi sau chúng ta lật lên đến khi bao giờ nó xém cạnh và nó vàng lên là được nhé. Món này ăn phải xém cạnh nó mới ngon các bạn nhé. Đây đấy, và muốn ăn khô hơn thì làm thêm một lúc nữa cho nó khô hoàn toàn và nó hết nước và nó ra một chút mỡ, thì lúc đấy món thịt của chúng ta sẽ cực kỳ thơm ngon, dậy mùi thơm nhé với cái phần thịt vai giòn này các bạn nhé. Như nhà mình thì mình hay ăn cái thịt vai này vì nó không quá nhiều mỡ, lại không có bì, bé nhỏ rất là thích ăn. Đây, khi mà xong rồi thì mình sẽ bỏ lên cho nó ráo dầu, rồi mình sẽ cho ra đĩa và chúng ta cho vào bát cơm thôi. Mỗi người một miếng thịt này, thêm một ít rau luộc hoặc là ít salad nữa là mình có được bữa cơm ăn cho cả gia đình vừa ngon vừa hấp dẫn rồi. Nếu các bạn thích thì hãy làm cái phần thịt vai giòn này giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào.